Ngày hôm nay, tôi muốn làm điều gì? Tôi sẽ chạy bộ như một vận động viên chuyên nghiệp. Tôi sẽ sáng tác được bài hát đỉnh cao đứng hạng nhất trên các bảng xếp hạng. Tôi sẽ vẽ được bức tranh đẹp nhất của đời mình. Tôi sẽ phát minh ra một sáng kiến mới. Hay tôi có thể nghiên cứu thành công một phương thức chữa bệnh hiểm nghèo. Tôi sẽ đi du lịch bất cứ nơi nào tôi muốn. Tôi sẽ tự do tận hưởng cuộc sống của mình. Có rất nhiều điều tôi và bạn muốn làm trong cuộc sống. Đó cũng chính là ước mơ của mỗi chúng ta. Như vậy, điều gì là quan trọng nhất? Có phải là việc đạt được ước mơ của đời người? Mà muốn thực hiện ước mơ, điều cơ bản nhưng quan trọng nhất lại nằm ở việc bạn cần có một sức khỏe tốt và trí lực minh mẫn. Trong cuộc sống này, không có gì quan trọng bằng một thân thể không bệnh tật, một tinh thần lành mạnh. Đó là nền tảng hạnh phúc của con người. Có câu nói, người có sức khỏe thì có hàng ngàn ước muốn, người không có sức khỏe thì chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là sức khỏe. Nếu không có sức khỏe, liệu có ngày hôm nay dành cho bạn? Mong muốn của hầu hết mọi người chính là sống lâu và khỏe mạnh. Đó dường như cũng là bản năng của con người. Ai trong chúng ta cũng mong muốn khỏe mạnh để có thêm nhiều thời gian chinh phục đam mê, gặt hái thành công và tận hưởng cuộc sống. Sẽ thật ý nghĩa nếu hôm nay tôi còn một sức khỏe tốt để thực hiện ước mơ của mình. Sẽ càng ý nghĩa hơn khi tôi có thể thuyết phục, giúp đỡ người khác bảo vệ sức khỏe thật tốt để đạt được ước mơ của họ. Vì lẽ đó, LifeCare ra đời với sứ mệnh giúp đỡ bạn và nhiều người khác đạt được ước mơ thông qua con đường bảo vệ và nâng cao sức khỏe. LifeCare hân hạnh trao cho bạn chiếc chìa khóa vạn năng để mở tất cả cánh cửa đưa bạn đến những chân trời của thành công, hạnh phúc và sự thịnh vượng. Chúng tôi trao đến bạn những giải pháp bảo vệ sức khỏe tốt nhất, những phương cách phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tật hiệu quả nhất. Hơn hết, chúng tôi tận tâm trao đến bạn những kiến thức và sự hiểu biết sâu rộng, mang tính khoa học để bạn chủ động tự bảo vệ sức khỏe của chính mình, nâng cao tuổi thọ, bảo vệ sức khỏe cho gia đình và những người thân yêu của bạn. Vô cùng ý nghĩa là khi bạn có thể cống hiến sự hiểu biết của mình và đem các giải pháp nâng cao sức khỏe tới toàn xã hội, giúp đỡ cho cuộc sống của rất nhiều người tránh xa bệnh tật. Đó cũng chính là tầm nhìn của chúng tôi đến năm 2030 giúp được 1 triệu người có cuộc sống tốt hơn. Hiện nay tại Việt Nam có hơn 2 triệu người tham gia lĩnh vực kinh doanh theo mạng. Họ đều là những người luôn luôn đam mê, cống hiến và làm việc hết mình. Thế nhưng rất nhiều người không có thu nhập cao vì chính sách chi trả còn hạn chế của nhiều doanh nghiệp. Riêng với LifeCare, triết lý kinh doanh của chúng tôi nằm ở sự thịnh vượng của bạn chính là thành công của chúng tôi. Vì thế chúng tôi muốn đem đến cho bạn chính sách tốt nhất, những nguồn lực tối ưu nhất giúp bạn phát triển không ngừng. Bởi vì chúng tôi trân trọng sức khỏe và tài chính của bạn như trân trọng uy tín doanh nghiệp của chính mình. Bằng 5 giá trị cốt lõi: đam mê, tập trung, khác biệt, đơn giản, đoàn kết, LifeCare tự hào cùng bạn tạo nên các giá trị đẳng cấp và mang tính đột phá trong lĩnh vực kinh doanh theo bạn, vì mục tiêu nâng cao sức khỏe cho bạn, gia đình bạn và hàng triệu gia đình khác trên khắp thế giới. Bởi vì cho dù bạn là ai, ở bất cứ lứa tuổi nào, bạn cũng có quyền tìm kiếm một đời sống khỏe mạnh, tránh xa bệnh tật và có thật nhiều thời gian thực hiện ước mơ của chính mình để sống thật hạnh phúc và cống hiến nhiều giá trị tuyệt vời hơn nữa cho xã hội. LifeCare, cùng bạn kiến tạo ước mơ.